Xong này đấy, chọn con pet này, quay lại, quay lại ấy, vẫn là con chó nhá, pet mình vẫn còn chó nhá, chọn mũ rồi, vẫn là thằng này nhá, chọn nhân vật nhá, mình chọn ông xanh lá sao này, chọn vote này ấy, vẫn là xanh lá, vẫn là thằng này ấy, các bạn đã hiểu vấn đề chưa đấy. Ok, xong bây giờ là đã bước xong nhá, xong phần lựa chọn này, nhưng hiện tại nó vẫn chưa lên được trên hình trên này đúng không đấy, nó chưa lên được hình trên này thì đơn giản thôi, thì đơn giản nhá, thì tiếp đến này, bây giờ là cái bước nôm na là mình đã xong cái phần chức năng ấy, thì bây giờ đến cái phần hiển thị đúng không đấy, thì ở trên này nhá, đầu tiên là các bạn tạo ra cho mình cái thằng img ở đây, các bạn tạo ra cho mình, các bạn xóa thằng này đi, xóa thằng này đi đấy, xóa đi, xóa cái drawable đi, các bạn gán cho mình một cái ID đấy, tên là img, img gì, img, img vẽ ảnh lên đấy, copy sang bên main activity, các bạn paste cho, các bạn tạo ra cho mình một cái item, à một cái image view đấy, chính là cái img này này, xuống vào ánh xạ, các bạn nhấn Ctrl D, paste, paste. Rồi bây giờ là bước quan trọng này, ở trong này nhá, các bạn gọi ra cho mình một cái, các bạn viết cho mình một cái hàm public void có tên là vẽ nhân vẽ ảnh đấy, vẽ ảnh, các bạn gọi cho mình cái image view này chấm set image resource, image resource, thì giờ các bạn chú ý một chút này, có phải là cái ảnh mình sẽ vẽ ảnh nền lên ấy, đấy, đấy là cái ảnh sẽ vẽ ảnh nền, có phải nó sẽ lấy từ cái AR ảnh nền không, và nó sẽ lấy theo cái vị trí người dùng đã bấm, người dùng chọn, có phải là cái người vị trí người dùng chọn là cái vị trí chọn nền không đấy nhá, đấy, bởi vì khi người dùng chọn nền này đấy thì cái ảnh nền này sẽ bằng position, nó chính là bằng cái thằng, nó chính là cái vị trí ở trong cái AR ảnh nền này đấy, nên ở đây mình chỉ gọi, cần thiết gọi ra mỗi cái thằng là ARR ảnh nền chấm get và mình truyền vào vị trí, chứ là chọn nền đó, và thằng vẽ ảnh mình sẽ gọi ở đâu, thằng vẽ ảnh nhá mình sẽ gọi ở đâu, thì đầu tiên mình sẽ gọi trong hàm setup trước vẽ ảnh, tiếp đến nữa là mình sẽ gọi ở trong cái hàm img set cái click vào cái thằng ảnh ảnh nền ấy. Đấy vẽ ảnh là thứ hai, và tiếp đến nữa cái quan trọng cuối cùng là đương nhiên là mình sẽ gọi ở thằng, mỗi lần nó chọn một cái item ở trên cái view, mình sẽ gọi nó ở trong cái phần sự kiện đấy. Rồi và bây giờ bấm run lên xem nó được cái gì này. À đó, đó, các bạn nhìn không, các bạn nhìn không, còn nó đang thay đổi không đó, thay đổi đúng chưa đó, đơn giản mà đó, hoặc khi bấm này thì nó không có tác dụng gì rồi đó, chỉ có bấm chọn nền thôi, bởi vì mình mới set cho thằng chọn nền và tương